Các bác thân mến, các bác đang xem kênh chim cú ve hay của đồng chí Thao. Sáng hôm nay là mùng 3 tháng 6, em gửi về Trương Mỹ này, em gửi về Trương Mỹ tem cửa hướng dẫn cho cả lúa trồng. Hướng dẫn này. Đây em gửi về cây xăng Phú Thái Hải Dương này. Đấy. Tiếp theo thì em gửi về đâu đây? Chín bảy không thì đâu? 559 Hải Dương này. Lúa nước mùa này nó nóng lắm, em để vào trong này cho nó. Chỗ này của em là hơn 10 con. Thì một buổi sáng em gửi khoảng như hôm nay thì em gửi khoảng 20 con chim. Đó, trang trại của em thì phục vụ chim cú gáy rất là nhiều. Cái đôi chim như thế này, những đôi chim như này rất đẹp, rất rõ ràng. Những cái lứa chim da vàng rất là đẹp luôn. Đôi chim rất đẹp luôn. Đây là những cái hộp để em đóng chim này. Đó. Chim chân. Logo kênh của em. Buổi chiều hôm nay thì em gửi về Quảng Bình nhé. Quảng Bình. Thì sáng xe đi Quảng Bình là nó chưa đi, chiều đi nó mát. Các bác thấy là em bán cả cái con chuột lang bỏ ú và con đà điểu trên kênh luôn. Ok, một buổi sáng trước khi gửi em sẽ live stream như vậy, quay video đây. Lúc này là mới có 6 giờ, 6 giờ 15 là em phải ra em gửi xe rồi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.